Trên top YouTube xin kính chào quý vị và các bạn. Tin nổi bật nhất tuần này top YouTube xin gửi đến các bạn là thông tin mới nhất về điện thoại Bifone 2017 được ra mắt vào ngày 8 tháng 8 năm 2017. Sự kiện ra mắt Bifone 2 rất được giới công nghệ đón đợi. Đã bắt đầu từ lúc 9 giờ ngày 8 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, toàn bộ sự kiện được kênh Top YouTube tường thuật tại bài viết này năm 2015. Việc BKAV sản xuất điện thoại đã tạo ra một nguồn cảm hứng mới cho người dùng di động về một sản phẩm đúng nghĩa Make in Việt Nam. Bifone thế hệ đầu tiên là một phép thử đối với BKAV trên thị trường di động đầy khắc nghiệt. Mặc dù không thành công nhưng Bifone đã tạo ra dấu ấn của BKAV với sự dám làm, dám chịu. Sau 2 năm tìm hiểu và đánh giá thị trường một cách kỹ lưỡng hơn, BKAV lại tiếp tục thể hiện sự khát khao tạo ra một sản phẩm di động dành cho người Việt. Ngày 8 tháng 8 được BKAV lựa chọn là ngày để đánh dấu một cột mốc quan trọng mình với sự kiện ra mắt chiếc điện thoại Bifone 2 với hàng loạt chiến dịch truyền thông khôn ngoan. BKAV đã thu hút sự chú ý của truyền thông và người tiêu dùng với một sự mong đợi sẽ được tận mắt chứng kiến một sản phẩm mang thương hiệu Việt. BKAV cho biết đã chi khoảng 10 tỷ cho toàn bộ chi phí sự kiện với gần 2.000 khách mời. Mọi khâu chuẩn bị cho sự kiện đã sẵn sàng trong sự chờ đợi một sự đột phá của BKAV để tạo nên dấu ấn của tay ngang, dấn thân vào con đường đặc biệt trong gai đang thuộc sự thống lĩnh của hai ông lớn Samsung và Apple tại cổng check-in bên ngoài. BTC đặt hai máy quét an ninh, công tác an ninh khá chặt chẽ. 9:26, sự kiện được thông báo sẽ chính thức sẽ bắt đầu lúc 10 giờ, muộn hơn so với kế hoạch ban đầu. Hiện tại mọi khách tham dự đều khẩn trương bước vào sân khấu chính để ổn định chỗ ngồi, không khí khá vui vẻ. Điều hầu hết khách mời quan tâm nhất là cấu hình và giá bán của Bifone. Ghế trống còn khá nhiều, khách tham dự vẫn đang xếp hàng vào tại hàng ghế đầu. Lãnh đạo Qualcomm, lãnh đạo thế giới di động đã có mặt đầy đủ để chờ đón Bifone 20:01. CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng bước ra sân khấu trong tiếng reo hò của những khách mời tham dự chương trình bắt đầu sự kiện. CEO Nguyễn Tử Quảng nói về kế hoạch dài hạn của những chiếc smartphone made in Việt Nam, trong đó chiếc smartphone Bifone của BKAV. Vị CEO này thừa nhận những khó khăn mà Bifone phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2015 phải đối mặt. Bifone 2015 là khởi đầu cho kế hoạch này. Chúng tôi thực sự chưa lường hết được những khó khăn. Đây là một kế hoạch dài hạn, vừa ra mắt không thể có thành công ngay, thậm chí phải nhiều năm hay phải chục năm, chúng tôi chưa lường hết lại có nhiều khó khăn như vậy. Nhưng hôm nay tôi đã ở đây, Nguyễn Tử Quảng nói, phía dưới tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. CEO Nguyễn Tử Quảng nhấn mạnh chiếc Bifone thế hệ mới được thiết kế bởi BKAV và sản xuất tại Việt Nam. 10 giờ 5 sau màn giới thiệu mở màn ngắn gọn của CEO Nguyễn Tử Quảng, BKAV đã trình diễn đoạn video clip ngắn về quá trình phát triển và sản xuất chiếc smartphone thế hệ mới của hãng. 10 giờ 7, CEO Nguyễn Tử Quảng trở lại sân khấu với chiếc Bifone thế hệ mới trên tay. Sản phẩm có tên gọi Bifone 2017 thay vì Bifone 2 như các thông tin trước đây. Về cơ bản, Bifone 2017 vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế của phiên bản Bifone trước đây với thiết kế bằng kim loại. Phía dưới màn hình vẫn là nút home vật lý và các phím điều hướng mà theo CEO Nguyễn Tử Quảng gọi là phím điều hướng toàn phần. CEO Nguyễn Tử Quảng tự tin khẳng định không có sản phẩm nào trên thị trường có sự trau chuốt và tỉ mỉ như Bifone 2017. Đúng phong cách chất chủ đề chính của sự kiện ngày hôm nay, 10:12, CEO Nguyễn Tử Quảng bắt đầu giới thiệu về camera trên Bifone thế hệ mới.
chiếc smartphone này được trang bị công nghệ ổn định hình ảnh quang học OIS và công nghệ AI camera mà theo BKAV là đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm được trang bị cảm biến 16 megapixel ở sau. Camera 8 megapixel ở trước cũng được trang bị công nghệ AI camera như ở sau. Đáng chú ý, camera trước trên iPhone 2017 được trang bị công nghệ làm đẹp tự nhiên để chụp ảnh selfie đẹp và tự nhiên hơn. 10 giờ 20, ông Trần Việt Hải, giám đốc sản phẩm của BKAV xuất hiện trên sân khấu để giới thiệu về công nghệ âm thanh trên iPhone 2017. iPhone 2017 được trang bị DAC rời 32 bit thỏa mãn chất lượng âm thanh lossless. BKAV tự tin chất lượng âm thanh ngoài của iPhone 2017 lớn và tốt hơn các mẫu smartphone khác hiện có trên thị trường. Thật tuyệt vời phải không các bạn? Và chúng tôi gọi đây là chất. Ông Hải nhấn mạnh chữ này. 10 giờ 27, ông Vũ Thanh Thắng, phó chủ tịch phụ trách phần cứng của BKAV, xuất hiện trên sân khấu để giới thiệu về công nghệ màn hình trên iPhone 2017. Ông Thắng tự tin tuyên bố màn hình iPhone 2017 được trang bị công nghệ màn hình cho chất lượng màu sắc không thua kém, thậm chí vượt trội so với các mẫu smartphone cao cấp khác hiện có trên thị trường. Màn hình iPhone 2017 chất đến từng chi tiết, ông Thắng phát biểu. 10 giờ 30, ông Trần Việt Hải, giám đốc sản phẩm của BKAV, xuất hiện trở lại trên sân khấu để giới thiệu về pin trên sản phẩm. Theo ông Hải, pin trên iPhone 2017 đủ sức để đáp ứng 2 ngày sử dụng pin và 1,5 ngày nếu sử dụng ở cường độ cao. Ông Hải tuyên bố rằng mặc dù có thời lượng pin sử dụng lâu, nhưng iPhone 2017 vẫn có thiết kế mỏng đẹp nhờ được tối ưu vi xử lý và thiết kế bot mạch chủ cũng như tối ưu anten bắt sóng trên sản phẩm. Sản phẩm sử dụng 2 SIM 2 sóng 4G, tích hợp công nghệ sạc song song đa luồng. 10 giờ 35, ông Lê Hồng Quang, giám đốc sản phẩm di động của BKAV, xuất hiện trên sân khấu để giới thiệu về nền tảng BOSS mới được trang bị trên sản phẩm. BKAV cho biết đã tối ưu từng cú click để giúp bot hoạt động mượt mà nhất có thể. BKAV tự tin khẳng định bot sẽ giúp chiếc smartphone của an toàn, không bị nhiễm virus và tin nhắn rác. 10 giờ 40 CEO Nguyễn Tử Quảng trở lại sân khấu, giới thiệu các tính năng của sản phẩm. Nguyễn Tử Quảng nói, tôi còn quên giới thiệu tính năng kháng nước, kháng bụi. Tính năng kháng nước phục vụ cho tình huống thực tế, không phục vụ cho những tình huống không thực tế. Nguyễn Tử Quảng nói, BKAV đã khoe điểm hiệu năng của iPhone 2017 vượt trội so với các mẫu smartphone cao cấp khác như iPhone 7 Plus hay Samsung Galaxy S8. 10 giờ 50, ông Mantos Malhotra, phó chủ tịch tập đoàn Qualcomm, ra sân khấu giới thiệu về bộ vi xử lý trong máy. Theo đó, Qualcomm sẽ chia sẻ phát minh, sáng chế, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, cung cấp linh kiện bộ vi xử lý cũng như kiểm định chất lượng sản phẩm của BKAV. Đáng chú ý, Qualcomm sẽ giúp BKAV đưa iPhone ra thị trường quốc tế. 11 giờ, ông Trần Kinh Doanh, tổng giám đốc hệ thống thế giới di động, xuất hiện trên sân khấu để nói về sự hợp tác giữa thế giới di động và BKAV về quá trình phân phối iPhone 2017 trên thị trường. 11 giờ 5, CEO Nguyễn Tử Quảng quay trở lại sân khấu để công bố về giá bán của iPhone 2017. Trước mắt, BKAV chỉ ra mắt phiên bản iPhone 2017. Còn phiên bản cao cấp iPhone 2017 Go sẽ được dành cho thị trường quốc tế, nhưng chưa rõ thời điểm được công bố. iPhone 2017 sẽ có giá bán 9.789.000 đồng, đã bao gồm VAT. Cuối cùng, CEO Nguyễn Tử Quảng gửi lời cảm ơn đến những vị khách mời đến tham dự sự kiện ra mắt chiếc smartphone thế hệ mới của BKAV.
kết thúc sự kiện được giới công nghệ trong nước trông đợi bấy lâu nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi tin tức của Top YouTube trong tuần nhé các bạn. Các bạn thấy hay hãy like và share video của mình cho mọi người cùng xem nhé. Và đặc biệt các bạn hãy đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.